Quý vị và các bạn, tôi đăng nhanh thớt này 1,2 triệu đồng cho các bác nhá. Cái thớt này 1,2 triệu đồng tôi vẫn thấy rẻ, nhưng mà tôi đăng nhanh cho các bác. Tại sao? Bởi vì ngoài một cái âm ly bình thường, nó còn có radio 108. Cái tính năng đó mới là tính năng giá trị. Tôi đã bán rất nhiều 4-5 cái thớt như thế này, nhưng nó không có radio 108. Và cái thớt này nó có, nó giá trị ở cái đó. Nó là một cái thớt của bộ dàn mini Sansui, có mã là R2, hàng bãi zin xịn sò luôn, đẹp xuất sắc luôn nhá. Cái thớt này còn đẹp mới long lanh luôn, siêu đẹp luôn. Đây tôi quay gần để các bác xem. Cái thớt này nó có chế độ chỉnh tăng bát và nó không làm núm vặn bát chép đâu nha. Đây là núm vặn chỉnh đường vào âm thanh, tôi đang chạy vào tín lượng CD. Còn bên này là radio. Đó, rất nhiều đường vào âm thanh, tôi quay cả mặt sau. Đẹp mê ly luôn. Bãi zin xịn sò luôn, bán thanh lý thôi. Đây không nhầm thì là thớt mỏng cuối cùng ở cửa hàng tôi. Nó nhập lâu rồi, nó có cả bộ cơ. Sản xuất tại Nhật Bản, số series là 1889, 100V, Sansui, có cầu chữ U. Tôi đang cắm tín hiệu vào đường CD. Radio đây, radio, đánh một đôi loa, nó là dàn. Tôi mở to mà các bác cùng nghe. Tính năng radio mới là tính năng giá trị. Nguyên các bác mua nguyên cái thớt radio mà có 108 đã 3 tiền rồi. Đừng nói đây là cái âm ly các bác nhá. Các bác đợi tôi mở cái nắp ra. 1,2 triệu đồng thôi. Đó, bên trong đây, bên trong tôi còn chưa thổi bụi này. Bụi đi thì nó sạch sẽ đẹp đẽ lắm. Đây nó chỉ bám bụi bên ngoài các bác nha. Đó, chưa thổi bụi ra. Thấy zin chưa? Các bác đã thấy nó zin chưa? Bụi kinh. Bụi này thổi cái bay ngay nha, nó không gì nhé các bác nha. Nguyên bãi zin luôn đấy. Cấu tạo đặc chắc, cấu tạo hủy rất nhiều. Tản nhiệt đây. STK bám vào đó. Rất ngọt, rất gấu luôn. Tôi sẽ mở to mà các cùng nghe này. Người em đã ra đi. Nghe vào đôi loa to đủ rồi các bác này. Nghe nhạc vàng thì nó đơn giản mà. Tăng bát này. Bát on. Bỏ bát này. Tôi sẽ chuyển ra đây. Núm này là núm xoay đường vào nha. Đấy, radio là tuner, đấy các đường vào còn lại. Chuyển sang radio này, ấn vào band này. Đó, ra FM, bấm vào band nó sẽ ra FM AM. Và ta sẽ xoay ở đây. Xoay nó sẽ chuyển tần số và nó có nút nhớ đài memory đây. Mình bắt được đài mình sẽ nhớ. Nếu bác nào thích nghe đài thì cái thớt này nó là quá hợp lý, quá hoàn hảo để nghe đài. Nó bắt 1-8 mà. Đấy, đang bắt tần số 89. Và cái loại mà dò điện tử này thì bắt nó cực nét nha. Loại cơ ấy thì theo thời gian các bác vặn nó sẽ không chuẩn. Như điện tử thì cứ đúng tần số của nó là phệt thôi. Điều trị miễn dịch, sử dụng kháng thể đơn dòng để kiểm soát phản ứng. Đây tiếp này. Để chế độ đây tự động 90 này. Đây tiếp này. Nó lên 108 cơ mà. Con này tôi nói các bác, tôi thanh lý giá 1,2 triệu, quá rẻ luôn. Thì cơ thể với người hiểu ấy thì thấy sẽ nó sẽ rẻ, còn người không hiểu thì thấy nó đắt thế thôi. Bởi vì cái tính năng là radio nó giá trị lắm nếu với người nghe đài. 98 100 bắt nét không? Chả cần phải anten radio cả. Mạnh thị trường nội địa. Chạy luôn. Cho nhân dân. Xin chào các bạn. Tốt nhất của Bắc Giang.